Mùa xuân, sắc thắm của hoa đào, hoa mận làm say đắm lòng người. Ai mà không mê hương sắc của mùa xuân cho được, vì nó quá rực rỡ và quyến rũ. Những cây gỗ cằn cỗi, khẳng khiu trong cả một năm, chỉ chờ dịp Tết xuân để trổ tài khoe sắc. Ở một miền đất khác, khô khát và gai góc hơn, cũng có những loài hoa khiến mọi người yêu thích tìm đến. Đó là cánh đồng hoa dã quỳ Hạ Lan. Những cây dã quỳ vàng rực hay những bông hoa trạng nguyên đỏ tươi gần đây được coi là một biểu tượng khi nhắc đến Hạ Lan. Những bông hoa mặc cho đất đá khô cằn vẫn vươn mình vượt nắng, vượt gió để đón ánh mặt trời vẫy chào du khách. Nếu những du khách thích đến một địa điểm mới để chụp hình check-in, những bức ảnh độc và lạ có 102, mời bạn đến đồi cỏ Vinh Quý, xóm Nhi Liêu. Dân cư mạng đồn nhau tại Hạ Lan có một đồi cỏ đẹp mê ly, không giống các đồi cỏ khác xanh mơn mởn. Đồi cỏ Vinh Quý mùa này lại có một màu úa vàng, mang màu sắc hoài cổ, khiến cho các tay máy tha hồ sắp đặt những ý tưởng chụp ảnh mới lạ cho những người yêu vẻ đẹp thiên nhiên. Chỉ cách thị trấn Thanh Nhật khoảng 10 km, đường đi không quá khó. Bạn chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là có thể phóng tầm mắt, chiêm ngưỡng hàng trăm quả đồi san sát nhau, tạo nên một bức tranh ấn tượng. Từ trên cao nhìn xuống, những con đường uốn lượn qua các dãy núi khiến cho Hạ Lan thêm phần thu hút. Cấu tạo địa chất của Hạ Lan khiến cho chúng chứa đựng nhiều hang động hết sức kỳ thú, nổi tiếng là hang rơi ở Đồng Loan. Bạn đã đến đó chưa?
tuần sau, mời quý vị cùng đến thăm làng đá cổ Na Vị, ngôi làng có tuổi đời hàng trăm năm của người Tày nơi đây. Và đừng bỏ qua món bánh nướng đặc sản nơi đây nhé. Đồng hành cùng chúng tôi vào 20 giờ 40 phút tối thứ ba hàng tuần trên kênh CRTV, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng.